Chúng ta đang đến với phần thì lực của hai đội. Hồi nãy hai đội thì trí rồi, chúng ta có nhiều thời gian rồi. Các bạn dùng thời gian đó để tìm đồ vật trong cái thùng này. Bây giờ thì đội mà ít thời gian hơn, Hải Phương. Đúng rồi, thời gian của bạn là 2 phút 10 giây. Dạ. Bắt đầu. Cà rốt. Yeah. Cái đó quen lắm á. Cái này cái gì vậy trời? Cái gì? Trái cà chua, trái cam gì đó. Không. Ôi trời. Rồi, không được rồi. Cái kem. Đúng rồi. Đúng. 1 phút 30 giây, Phương ơi. Cái đó là cái gì? Cái gì trời? Răng nhựa. Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ củ hành đó vậy? Không phải. Trời ơi. Cái gì tả coi, diễn tả được coi. Lạnh quá thì đổi tay, lạnh quá đổi tay. Rất quen, rất quen. Cua cái trắng. Đúng rồi. Yes. Cái xốp rửa chén. Ủa rồi. Còn nhiều thời gian lắm. Không phải. Cái gì vậy? Bỏ qua. Bỏ qua. Người ta hoài vậy. Cua anh. Đây, củ sắn. Củ sắn. Trời ơi, củ sắn. Bỏ mình lên nữa. Lên, lên. Cái gì? Sao cái gì mềm mềm nhỏ nhỏ vậy? Giống trái. Không được, bỏ qua đi. Cái chanh. Lấy chanh, lấy ra coi. Lấy luôn. Không phải. Không. Cái đồ rửa chén, rửa trà gì đó. Rồi, đúng cái rồi. Trà. Bàn trà. Yeah. Đồ trà, bàn đó. Trà đó. Đó, đúng rồi. Cái gì? Cái gì vậy? Cái búa đồ chơi đúng không? Yeah. Yeah, đúng rồi. Lẹ đi em ơi. Cái gì đó, đó. Bỏ đi. Đó. Bỏ đi. Đó. Đó, đó. Trời ơi, cái điện thoại. Quen quá là quen rồi. Nó dẹp lép mà. Bây giờ mình tổng kết đi, coi bạn được bao nhiêu tiền nha. Cái búa, củ cải cà rốt, củ cải trắng, cái bùi nhùi, con rắn là 2,5 triệu. Cái kèm. Cái này là cái đồ lao bản. Sai các bạn. À, chứ không phải là cái em tự cái miếng chùi. Như vậy là bạn có 6 món, 6 đồ vật. Nhận được 3 triệu đồng. Yeah. Bây giờ thì xin mời đội của Phương Thành. Thời gian của bạn là 2 phút 30 giây. Bắt đầu. Trái xoài. Trái xoài. Ừ. Rồi đúng rồi, đúng luôn hả? Dễ là 500. Cái này là cái trái bí. À hay vậy. Trời ơi hay quá. Đây nè, cái đồ khuấy nước nè. Đúng rồi. Cái con gì đây nè, cái con gì cứng quá nè bà con ơi. Con đồ chơi, con khủng long đồ chơi. Đúng rồi. Đâu nữa rồi, cái trái hồi nãy. Rồi, tập trung. Trái chanh nè, trời đất ơi. Đúng rồi. Rồi, con gì đó. Cái này là cái đồ khui nè. Hay quá. Rồi, không biết cái nào là cục đá, không biết cái nào. Quang không biết gì quá. Cái này là cái cờ lê nè. Hay quá trời ơi. Cái mảng cầu đúng không? Quang đi, kệ nó đi. Tập trung. À, cái táo bà con. Ôi trời ơi, móc cái này ra luôn. Quang luôn đi. Cái đồ uống tóc nè bà con. Hay quá Trinh ơi. Còn là khuyến mãi không à. À, đây là mới là cái apple đúng không bà con? Cái trái táo nè. Vậy. Tập trung. Bỏ. Hãy bình tĩnh, tập trung. Khó quá hả? Cái này là lúc tắm nó kêu chít con vịt. Yeah. Trời ơi đất ơi. Vô. Trái cà tím nè. Trời ơi. Không thấy gì hết vậy. Trái cốc phải không? Trời ơi, đúng rồi. Trái cốc rồi. Cái này cái gương phải không? À, không phải. Quăng đi, còn 7 giây. Quăng đi, tập trung nào. Cái này là cái kẹp áo nè. Kẹp, đúng rồi. Hết rồi. Cái này là gì vậy? Hết rồi. Thầy ơi, Trình ơi. Trời ơi. Bò sạch sẽ luôn. Còn gì không vậy? Không còn một cái gì cả. Lấy hết đồ trống luôn. Ủa vậy hả? Hay chi thấy đá. Bây giờ chúng ta bắt đầu đếm đồ vật xem. Đồ vật thứ nhất. Đại tạo. Cà tím. Cái đồ quậy nước đúng luôn. Con khủng long chính xác luôn. Con vịt chính xác. Chính xác. Cái cờ lê chính xác luôn. Quá giỏi. Cái cờ lê luôn, giỏi quá. Cái đồ khui chính đúng xác luôn. Kêu quấn tóc đúng luôn. Cái xoài đúng luôn. Này là bỏ nè. Rồi. Cái kẹp chính xác luôn. Đúng luôn. Quá giỏi. Trái chanh. Bỏ.
chơi chanh. Chơi chanh, đúng luôn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy là tự hào về bạn như lúc này. Ôm nhau một cái là lấy kinh thần. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. 11 đồ vật. Các bạn có 5.500.000 đồng. Rồi, bây giờ đội ít thời gian hơn sẽ là đội thi trước. Cố lên Lan Trinh. Chuẩn bị, tập trung hết sức mình. Câu hỏi bắt đầu. Nhà hát lớn Hà Nội có địa chỉ chính xác là số mấy? Chính xác. Con gì có thể chết đi sống lại? Con dùng mấy cái game trò chơi á. Chính xác. Châm cứu là dùng cây kim đâm vào nơi nào trong cơ thể? Huyệt đạo. Chính xác. Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có đường đi trên mây tới cổng trời. Rồi bỏ qua luôn. Ai được coi là nhà phát minh vĩ đại nhất mọi thời đại? Newton. Không phải. Rồi bỏ qua. Rồi, ai là tác giả của câu nói nổi tiếng thiên tài do 1% của cảm hứng? Thomas Edison. Chính xác. Trong truyện Thằng Bòm, phú ông muốn đổi lấy cái gì của thằng Bòm? Đúng rồi. Hoàn thành câu tục ngữ chân nam đá chân chấm chân chiêu chân chiêu. Chính xác. Lễ hội ước ác nhất thế giới là gì? Lễ hội cầu mưa. Lễ hội té nước ở Thái Lan. Rồi. Hết thời gian 52 giây. Miko Lan Trinh trả lời được 7 câu hỏi. Chúc mừng. Trời ơi, khủng khiếp. Minh Xù bước ra đây. Sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng, vỗ tay. Tập trung hết sức mình nha. Câu hỏi bắt đầu. Vị vua nào là người mở rộng văn miếu Quốc Tử Giám? Trần Thái Tông. Đúng rồi. Qua đèo mây đèo gió, suối tóc. Bỏ qua. Tìm hai số tự nhiên, biết tích của chúng là 24 và 24. Bỏ qua. Sử thi Tâm Sang là của dân tộc nào? Ê. Đúng rồi. Các chất rắn nở ra khi nào và co lại khi nào? Bỏ qua. Rồi, con gì càng tối càng to? Con ngươi. Đúng rồi. Hoàn thành câu tục ngữ sau. Muôn có bạn, bán có chân. Bán có phường. Đúng rồi. Con gì có đầu, có lông mà không có chân? Con mắt. Đúng rồi. Di sản văn hóa đầu tiên của nước ta được UNESCO công nhận. Bỏ qua. Luộc chín một quả trứng trong 8 phút. Vậy luộc 8 quả trứng trong bao lâu? Bỏ qua. Trời ơi. Đọc gì mà cần tới 2 người mới giải được? Đọc gì á? Đọc gì? Bỏ qua. Đọc thấp. Bậc trung học phổ thông ở Việt Nam kéo dài mấy năm? Trung học phổ thông 4 năm. Sai rồi. Cái gì càng to càng dễ vỡ? Bỏ qua. Ca sĩ Minh Phương. Trời ơi. Như vậy là Minh Xù trả lời được 5 câu. Chúc mừng. Nhưng Miko Lan Trinh trả lời được 7 câu. Đội của Miko Lan Trinh và Pazzo đã tiếp tục bước vào vòng cuối cùng. Và bây giờ câu hỏi bắt đầu. Kéo đi. Bài hát do nhạc sĩ Trương Quốc Khánh sáng tác đã dịch ra 36 thứ tiếng. Bài đó là bài gì? Trương Quốc Khánh nếu là chim ít tự nguyện. Chính xác. Bánh đậu xanh là đặc sản của tỉnh nào? Hải Dương. Đúng rồi. 2 x 2 + 2 x 2 + 1 - 2 x 2 = mấy? Bỏ qua. Trời ơi. Tập trung lên. Lớn nhất và nặng nhất trong nội tạng con người là gì? Gan. Đúng rồi. 5 x x = 1505. Vậy ít bằng mấy? 500. Đứng lên. Nhân hoài không được đâu. 505 301. Chính xác. Trong phim Làng Hữu Đại ngày ấy, diễn viên đóng vai Lão Hạc là ai? Biết đâu. Bỏ qua. Chết rồi. Cố lên bác Xô. Tìm hai số tự nhiên, biết tích của chúng là 18, thương của chúng là 2. Hai số đó là số nào? Thương là 2, tích là 18 và là 3 với 6. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Tổng thống Donald Trump là đời tổng thống bao nhiêu của nước Mỹ? Donald Trump. Hả? Không nhắc. Bỏ qua. Bỏ qua. Học thuyết tiến hóa do nhà khoa học nào phát triển? Học thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa là ông bên là bỏ qua. Thôi. Rồi hết. Bác Đô là đổ mồ hôi rồi đúng không? Dạ, không những là đổ mồ hôi là còn rung hết cả người luôn anh. Thì cũng được. Bình thường á phải chi mình đi tập tạ mà mình cũng được ủng hộ mà có tiền đem về, giống vậy em sẵn sàng đi tập tạ hoài. Ngày hôm nay mãn nguyện rồi. Nói tóm lại là lực là bác Đô đã bỏ ra, trí thông minh của Michael cũng rất là tốt. Bạn bỏ qua một vài câu thôi và cuối cùng bạn trúng được 5 câu. Chúng ta có 5 triệu đồng. Tổng cộng kết thúc chương trình, đội của Phương Thanh có số tiền là 8.500.000 đồng.